Chào anh em nhá. Lúc clip trước thì tôi đã giới thiệu với lại các bác với anh em là cái lưới bẫy chim đêm mà lưới đa năng mắt 5 phân đã nhuộm đen rồi ấy. Thì ngoài mặt hàng chim đêm ra thì shop cũng còn rất nhiều mặt hàng khác. Hôm nay giới thiệu tiếp với lại chi tiết cho các bác, đó là cái hàng lưới tàng hình, gọi là lưới bẫy chim ban ngày. Bây giờ là đang cái mùa chim khuyên nó di cư nhá. Đang mùa chim khuyên di cư, anh em đang đánh khuyên rất là mạnh. Thì đây là cái lưới này, là cái lưới tàng hình nhá, giới thiệu anh em lưới tàng hình. Lưới tàng hình có nghĩa là căng vào ban ngày để chim nó lao vào nhá. Chim nó lao vào là nó sẽ bị dính, nó bị mắc lại nhá. Đấy. Thì bây giờ là ngày đang có hai loại cơ bản cho các bác lựa chọn, đó là loại dài 30m và cái loại dài 15m nhá, là dài 15m và là dài 30m. Đối với cái tay mà dài 15m này nhá thì nó là giá nó là 150.000 nhá, đã bao gồm cả cước phí rồi các bác nhá. Và cái chiều cao của cái tay này nó là 5m, chiều cao là 5m này. Lưới là lưới mắt 3 nhá, lưới mắt 3, sợi là sợi thô, có nghĩa là sợi thô là sợi vừa tầm đấy, không phải sợi nhuyễn. Đối với các bác nào mà thích chơi sợi nhuyễn thì nó là hàng rẻ tiền hơn, nó rất là mủn, nó rất dễ hỏng nhá. Còn cái sợi thô này thì nó sẽ bền hơn, vừa tầm chơi hơn nhá. Đấy. Đối với cái loại lưới mà 15m này ấy, chiều dài 15m này ấy, thì là được chia thành 9 giường, 9 dây 8 túi nhá. 9 dây 8 túi, các bác lưu ý kỹ nhá. 9 dây 8 túi này, chiều cao 5m, chiều dài là 15m nhá. Đấy. Thì cái này là nó phù hợp cho anh em ở khu vực miền Bắc, diện tích nó hẹp, đánh cơ động, di chuyển nhanh nhé, di chuyển nhanh trong vòng nửa tiếng hay là một tiếng là một kèo thôi là phải nhổ rồi bốc tiếp. Thì anh em thường là căng cái lưới với chiều dài là ngắn, tại vì thường không, rất ít chỗ dọn được cái điểm đánh là dài, dọn là lối đánh dài, chủ yếu nó dọn là lối đánh ngắn thôi. Thì là cái 15m này phù hợp nhất. Và anh em miền Bắc thì lại hay thường là thích chơi nhiều giường, nhiều dây nhá. Đấy là cái loại lưới 15m này. Là giá là 150 nhá. Giá 150. Thế đối với lại cái loại lưới mà dài 30m này. 30m này nhá. Là chiều cao của nó 6m. Chiều cao 6m nhá. Sợi lưới vẫn là sợi thô. Sợi thô tương đối đấy, nhưng mà đảm bảo độ mạnh nhá các bác. Sợi này là sợi vừa tầm đẹp nhất, vừa tầm làm ấy nhá. Đấy. Chứ nó không phải là sợi mạnh quá nhá, nhưng mà nó là sợi không thô quá nhưng mà đảm bảo độ dai, không phải là sợi quá mạnh nhá các bác nhá. Đối với loại lưới tàng hình này thì anh em cũng đã biết rồi, thì giá thành nó nằm ở cái khoảng là hơn 7.000 một mét. Thì cái tính đi tính lại cả tiền cước phí nữa nhé. Đối với cái tay mà trên 30m thì mới tính theo mét như vậy được, thì là hơn 7.000 một mét. Còn dưới cái tay dưới 30m đấy thì nó sẽ phải cao hơn nhé. Thì đây là sợi lưới thô này, mắt lưới vẫn là mắt lưới 3 phân. Chiều cao của cái loại 30m này ấy, thì sẽ đạt cho các bác được 6m nhé. Chiều cao là 6m các bác nhé. Chiều dài là 30m. Và cái loại này thì là phù hợp cho anh em ở khu vực miền trong, miền Trung và miền Nam, thì lại diện tích nó dài, có những cái khoảng trống khoảng đồng rất là rộng, căng được dài, thì anh em thích căng là 30m nhé. Và đặc biệt anh em khu vực miền trong thì lại thích chơi là ít dây thôi, ít dây, có nghĩa là cái này là chỉ làm có 6 dây 5 túi thôi nhé, làm 6 dây 5 túi. Đấy. Các bác lưu ý kỹ này. Các bác trước khi mua hàng thì vui lòng là xem kỹ video tôi giới thiệu sản phẩm có như nào, thì các bác nhận được sản phẩm đúng là như vậy nhé. Thì các bác lưu ý kỹ, đối với cái lưới 30m này là sẽ có 6 dây 5 túi nhá, chiều cao là 6m. Đấy. Sợi cước vẫn là sợi cước thô, phục vụ cho đánh khuyên, đánh di, đánh mào, nói chung là cái loại này là lưới tàng hình, là đánh đa năng, đánh các kiểu luôn nhá các bác nhá. Đấy. Thì đối với cái này thì sẽ là 230.000 nhá. 230.000 một tay. Thì tính ra nó là có 7.600 1 mét. Đấy nhá. Thì nó là 230.000
một tay. Cái loại lưới mắt 3 này. Và giá này là giá tôi đưa ra là giá bao gồm cả cái tiền cước phí cho các bác nhé. Các bác không phải tốn thêm bất cứ một chi phí nào nữa. Các bác nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán đúng số tiền như tôi đã nói là 230.000 cho một cái tay lưới như thế này. Tay lưới 30 chiều dài 3 mét như này nha các bác nhé. Tay lưới tàn hình sợi thô mắt 3, dùng cho đánh khuyên, đánh di, đánh xẻ, nói chung là đánh đa năng nha. Chiều cao là 6m và nó là 6 dây 5 túi các bác nhé. Đấy. Thế còn đối với cái loại mà tay lưới nó ngắn hơn này, nó là 15m này thì giá nó là 150 nha. 150 cho tay giá 15m này. Tay 15m này thì chỉ cao 5m thôi. Và số dây xuống giường lại nhiều hơn. Nó là 9 dây 8 túi nhá. Mọi thông tin nữa cần các bác chưa nắm rõ, cần mua hàng hay là tư vấn thì vui lòng cứ liên hệ trực tiếp với lại 5 đầu số điện thoại của shop. Các bác lưu ý kỹ nhá. 5 đầu số tôi đã phải chuẩn bị đủ cho các bác. Đầu số mạng Vina là số đỏ kìa, 0916579838 này. Đầu số mạng Mobi là số dưới cùng, màu xanh đậm nhá, 0702. Ngày xưa là 0202, bây giờ đổi thành 0702. Còn 3 số ở giữa màu xanh sáng, đó là 3 số thuộc mạng Viettel. Thì bây giờ là có 3 cái mạng viễn thông cơ bản để cho các bác liên lạc. Thì các bác ở mạng nào, các bác gọi vào số của mạng đấy để tiết kiệm chi phí cho các bác. Hoặc là shop khi các bác gọi vào số này mà báo máy bận thì lúc đấy là anh em đang tư vấn cho khách hàng thì không trả lời các bác được, thì các bác cần luôn thì các bác vui lòng gọi sang số khác, sẽ gặp anh em khác tư vấn trả lời cho các bác nhé. Các bác gọi số này không được thì các bác gọi số khác, và các bác ở mạng nào thì các bác gọi vào mạng đấy cho nó tiết kiệm chi phí. Và shop cũng sẽ lấy một trong 50 số điện thoại này gọi lại và liên hệ lại với các bác nhé. Rồi xin chân thành cảm ơn các bác đã ủng hộ shop Tân Ánh, shop Ngọc Ánh đến từ Nha Nam, Tân Yên, Bắc Giang trong thời gian qua. Hẹn gặp lại các bác trong những cái video sau nhé. Xin chào.